Xin kính chào và cảm ơn quý vị cùng bà con đang theo dõi chuyên mục Chính sách và Cuộc sống của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và bà con, thực hiện dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Quảng Ngãi đã phân bổ kinh phí để sửa chữa, đầu tư xây dựng mới các công trình nước sinh hoạt tập trung, phân tán ở những vùng thường xuyên thiếu nước sinh hoạt. Đến nay thì hầu hết các công trình phần vốn của 2 năm 2022-2023 đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho người dân vùng khó khăn. Nước sinh hoạt hợp vệ sinh đã về đến từng hộ gia đình thôn Làng Rí, xã Sơn Cao, huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là điều mong mỏi rất lớn của hàng trăm hộ dân ở thôn Làng Rí vào năm nay. Trước đây, vào mùa nắng nóng, chị Đinh Thị Nghĩa phải đi xa hàng cây số để lấy nước về nấu ăn. Việc tắm giặt thì phải đi ra suối. Bây giờ nước sinh hoạt đã về đến tận nhà. Gia đình chị đã đầu tư mua hẳn một bình inox để dự trữ nước. Hồi trước kia thì bà con khó khăn lắm, không có nước. Qua bên kia lấy nước xa lắm. Muốn tắm thì xuống dưới suối tắm. Giờ thì bà con khấn khởi rồi, có nước rồi. Nước sinh hoạt đưa về tận nơi, mọi hoạt động của giáo viên và học sinh trường mầm non Bình Minh tại điểm trường thôn Tả Đinh, xã Sơn Giang đã thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây. Có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ. Trước đây cũng như là trò với cô là chưa có nước để phục vụ cho cháu thì cũng gặp khó khăn. Ví dụ như khi cháu đi vệ sinh hay là cháu có bị một số vấn đề hay là ó mửa gì đó thì cũng khó khăn với cô. Bây giờ thì có nước rồi thì thường là cũng với cô trò hơn. Từ nguồn kinh phí của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Sơn Giang được phân bổ gần 5 tỷ đồng đầu tư 8 giếng khoan trên địa bàn 3 thôn gồm Làng Rí, Tả Đinh, Làng Rê. Có trên 450 hộ dân ở 3 thôn được thụ hưởng nguồn nước từ chương trình này. Hiện xã Sơn Giang đã nghiệm thu các công trình và đưa vào sử dụng. Ủy ban Nhân dân xã giao cho Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Sơn Giang có trách nhiệm quản lý và vận hành công trình theo đúng quy định. Nhiều giếng đa phần là cạn, cho nên là đa phần là người dân phải đi gánh nước xa ở những vùng suối, vùng sông. Và đặc biệt nữa là từ ngày mà có cái hệ thống nước tự chảy ra thì cái trường hợp mà học sinh mà như mà ra sông ra suối tắm thì rất là hạn chế, tại vì nó có cái nguồn nước cơ bản. Cho nên đây cũng là một trong những cái mà cũng như thực hiện được cái vấn đề là tránh để học sinh chết đuối à, có cái điểm mà cũng như có sông suối ngồi. Thì trong thời gian đến thì Ủy ban Nhân dân xã Sơn Giang sẽ tiếp tục tranh thủ những cái nguồn hỗ trợ của từ nghị quyết 88 để tiếp tục thực hiện những cái chương trình và những cái vùng mà có nguy cơ là khô cạn ở mùa nắng để tiếp tục mà làm sâu để mà cũng như tương đối người dân ở xã Sơn Giang được thực hiện từ nguồn nước sạch và hợp vệ sinh. Tại xã Sơn Cao, hàng trăm hộ dân trên địa bàn 6 thôn đã được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh. Năm 2022, xã Sơn Cao được phân khai kinh phí trên 3,4 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung. Đến nay, các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chính quyền địa phương giao cho các thôn, họp dân, thống nhất từng gia đình, đóng góp chi phí, kéo đường ống nước về từng hộ. Hợp tác xã quản lý và vận hành, thống nhất mức thu phí 10.000 đồng trên một hộ theo quy định để chi trả tiền điện và duy tu bảo dưỡng. Tốt đây là bà con là khó khăn thì đi nuốt khô ra ngoài sông là vót gần. Mà về tới nhà là mệt mỏi quá. Bây giờ là như nuốt đầu tư là có nuốt sạch này là rất cảm ơn như nuốt. Đây là bà con chúng mình để bảo vệ nuốt lâu dài để phục vụ cho bà con ở đây để cho nó sạch sẽ, cho nó tiết kiệm nước. Trước đây vào mùa khô hạn, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn huyện Sơn Hà phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Sơn Hà đã đầu tư trên 15 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới các công trình nước sinh hoạt tập trung tại 7 xã vùng cao, nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Huyện Sơn Hà giao cho Ủy ban Nhân dân các xã chủ động trong việc quản lý, vận hành các công trình nước sinh hoạt một cách hiệu quả nhất. Sau khi
được bàn giao đưa vào sử dụng thì ủy ban xã đã chỉ đạo cho thôn họp dân bà con cùng nhau là bác nước về quản lý, giao cho tổ hợp tác người ta quản lý và điều hành cái vấn đề mà sử dụng nước này. Thì cái tổ hợp tác này sẽ thu phí một hộ là 10.000 để đóng tiền điện hàng tháng và cái duy trì bảo dưỡng cái hệ thống nước sạch này. Từ kinh phí chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Sơn Tây phân bổ 9 tỷ đồng đầu tư công trình nước sinh hoạt phân tán tại hai xã Sơn Liên và Sơn Tân. Trong đó, xã Sơn Liên được đầu tư 38 giếng phục vụ nước sinh hoạt cho 92 hộ dân và các cơ quan, tổ chức tại khu vực trung tâm xã Sơn Liên. Xã Sơn Tân được đầu tư 11 giếng với 62 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng. Gia đình anh Đinh Văn Trình ở thôn Gia Nhua, xã Sơn Tân, ở cạnh công trình giếng nước do Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây đầu tư từ nguồn kinh phí chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Anh Trình cùng 9 hộ dân khác sử dụng chung một giếng khoan. Mỗi hộ có một ổ cắm điện riêng, một đường ống dẫn nước riêng. Sau khi cắm motor tại giếng, anh Trình về bật automat ở nhà là có nước để dùng. Nguồn nước mát, hợp vệ sinh, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của gia đình anh. Năm trước là bà con ở trong xóm là không có nước để mà sinh hoạt. Nhiều khi còn đi làm nhà là phải đi chở nước từ bờ sông xuống dưới bờ sông dưới kia. Còn mấy năm nay là so với là cũng thấy là được là cũng nhờ nhà nước hỗ trợ là có được cái nguồn đầu tư giếng cho bà con là cũng thấy rất là ổn định rồi. Trước đây, người dân thôn Gia Nhua gặp rất nhiều khó khăn do thường xuyên thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa nắng nóng. Nguồn nước tự chảy không ổn định và không hợp vệ sinh, nên bà con phải ra suối tắm giặt và lấy nước về sinh hoạt. Cuối năm 2022, từ nguồn kinh phí của chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Sơn Tây đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng 11 giếng khoan phục vụ nước sinh hoạt cho 63 hộ dân. Từ khi công trình hoàn thành, người dân nơi đây không còn gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Nước đây là sử dụng rất là xuống hồng, chứ không mà ý là hết nước thì mình bật điện bô nó vô trong cái bụng trên kia. Rồi tối mình đi về đi tắm rồi mình đi làm tắm rửa mình bắt là có nước ngày sau mình bơm cũng vậy là đưa là cái bụng 500 lít là mình sẽ là được là vô tư, nước là mát. Việc đầu tư công trình nước sinh hoạt từ dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh của hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Mùa khô năm nay, người dân thôn Hy Long, xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ không còn lo cảnh thiếu nước sinh hoạt. Với nguồn vốn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn Hy Long được đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung với kinh phí trên 3 tỷ đồng. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất cho gần 100 hộ dân trong vùng. Trước đây thì chị tự kéo nước trên suối xuống, rồi bây giờ thì nhà nước đã làm nước sạch cho hộ dân thì đến nay là cũng được sinh hoạt trong gia đình như tưới xả cho heo này, tưới rau để người già có nước sinh hoạt rất là thoải mái. Trước đây để có nước sử dụng, người dân thôn Hy Long phải tự kéo ống dẫn nước mạch ngầm hoặc lấy nước từ suối về dùng, rất khó khăn trong sử dụng nước khi thời tiết nắng nóng kéo dài. Công trình nước sinh hoạt được xây dựng đã đáp ứng nhu cầu mong mỏi của người dân địa phương về sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, góp phần hạn chế dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe cho bà con. Thôn Hy Long rất là khó khăn trong cái việc tiếp cận nước sạch. Bà con chủ yếu sử dụng nước suối và nước mó. Thì cái việc đào giếng cũng khó khăn do là trên đây là địa phương nằm miền núi, đầu cũng rất là sâu nên là khó khăn cho bà con. Thì dân dân cũng kiến nghị rất là nhiều lần
Ủy ban nhân xã cũng đã làm việc với ủy ban huyện và ủy ban huyện đã phân bổ cái kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện thi công và hoàn thành năm 2023. Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân vùng khó khăn về nước sinh hoạt, huyện Ba Tơ đã phân bổ trên 18,6 tỷ đồng đầu tư 9 công trình nước sinh hoạt tập trung ở 8 xã đặc biệt khó khăn với trên 750 hộ thụ hưởng. Hiện các công trình đã bàn giao cho các địa phương vận hành cấp nước cho người dân. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ba Tơ đang tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng quy chế quản lý, vận hành để đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho các công trình. Thì đối với công trình nước sinh hoạt của huyện, Ủy ban huyện giao cho phòng làm chủ đầu tư đi thực hiện cái chương trình này của chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số đó. Thì huyện cũng đã chỉ đạo cho phòng làm việc với lại các xã được thực hiện cái chương trình dự án này, là cái việc thứ nhất là chuẩn bị những cái phòng cũng đã chuẩn bị cái dự thảo cái quy chế quản lý và vận hành, rồi cái việc bàn giao công trình để cho các địa phương họ chuẩn bị trong cái việc quyết định thành lập một cái tổ quản lý cái công trình để cho đảm bảo cái việc vận hành công trình đi vào hoạt động được hiệu quả. Vào mùa nắng nóng, tình trạng thiếu nước sinh hoạt thường xuyên diễn ra ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Người dân phải dùng nước sông suối để sinh hoạt, vừa không đảm bảo vệ sinh, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, khi ra suối lấy nước, tắm giặt, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất cao, nhất là đối với trẻ em. Nhà nước quan tâm đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đã đáp ứng được nhu cầu bức thiết của người dân và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị và bà con, nhờ triển khai kịp thời có hiệu quả những chương trình đầu tư của Đảng, Nhà nước dành cho vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số miền núi về nước sạch đã góp phần giúp bà con vùng khó khăn tại miền núi tỉnh Quảng Ngãi không lo thiếu nước vào mùa khô và nhất là được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh. Chất lượng cuộc sống được cải thiện sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững cho địa bàn miền núi Quảng Ngãi. Tới đây chúng tôi cũng xin được tạm khép lại chuyên mục chính sách và cuộc sống ngày hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và bà con đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.